棒。 bebe ding。 Cái mập con tu 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 tu. Hả? Cái gì đây? Bánh cupcake sao? Trông ngon quá đi. Ồ, có tờ ghi chú nữa nè. Gia đình cá mập thân mến, chúng tôi xin lỗi vì lần ăn trộm trước đây. Xin nhận những chiếc bánh cupcake xin lỗi này. Mong các bạn sẽ thích chúng. Chúc một ngày tốt lành. Cá mập con. Hả? Con đang làm gì đó? Mẹ ơi, nhìn nè. Gia đình cá mập trộm cắp gửi bánh cho chúng ta nè. Ồ. Và họ gửi lời xin lỗi vì đã ăn trộm lần trước. Thật vậy sao? Wow, mùi thơm quá đi. Hãy mang vào nhà và chia sẻ với cá mập ba, cá mập bà và cá mập ông nào. Dạ. Cảm ơn vì những chiếc bánh. Ôi tụi thấy lạ quá. Mẹ ơi, ba ơi, ba ơi, ông ơi. Cá mập con, con đừng ăn cái bánh đó nha. Ôi không, cả gia đình mình đã bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh này. Các bạn ơi, mình nghĩ gia đình cá mập trộm cắp đã làm những chiếc bánh này bằng thuốc thu nhỏ và đưa chúng cho gia đình mình. Mình nên làm gì đây? Sao? Gia đình cá mập trộm cắp đang ở phía sau mình hả? Gia đình cá mập trộm cắp, trả gia đình lại cho ta mau! Đáng ra ngươi phải biết chứ, tội nghĩa chứ kìa! Không, dừng lại. Đi mà tìm gia đình của ngươi đi. Các bạn ơi, mình nên làm gì đây? Mình biết họ ở đâu đó trong nhà, nhưng mình không chắc có thể tìm thấy vì họ siêu nhỏ. À, Bình Phong sẽ có cách giúp mình thôi. Gọi hỏi bạn ấy nào. Bình Phong ơi, giúp mình với. Cá mập con, có chuyện gì vậy? Có rắc rối to rồi. Ba, mẹ, ông, bà của mình, mọi người đều bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh của gia đình cá mập trộm cắp. Sao? Họ ổn chứ? Gia đình cá mập trộm cắp hỏi họ bay mất rồi. Giờ mình không biết tìm ở đâu hết. Đừng lo nè, cá mập con. Mình biết cách làm những chiếc bánh có thể mang họ quay trở lại. Nhưng trước tiên, mình sẽ phải lấy cho bạn một chiếc kính lúp. Nó sẽ giúp bạn tìm thấy gia đình nhỏ của bạn. Tuyệt lắm! Cảm ơn Bình Phong! Cá mập con, đây là kính lúp của bạn nè. Mình sẽ bắt đầu làm bánh. Bạn hãy bắt đầu tìm kiếm gia đình của bạn đi. Chắc họ đang sợ hãi lắm. Cảm ơn Bình Phong! Các bạn, cùng đi tìm lại gia đình với mình nha. Mọi người ở đâu nhỉ? Ở đây thì sao ta? Có rất nhiều màu xanh kìa. Cá mập bà chắc đang ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, một cái đuôi màu xanh. Ba ơi. Là một cái nẻ. Hãy cẩn thận đừng để bị đâm nhé. Phải cái đuôi này là của cá mập ba không ta? Con tìm thấy ba rồi nè. Ba ơi, ba có sao không? Có bị đau không? Ba ổn, cảm ơn con đã tìm thấy ba nha. May quá đi, hãy cùng mình đi tìm những thành viên còn lại nào. Mẹ ơi, bà ơi, ông ơi. Không có ai ở đây sao? Ba ơi, hãy đi tìm chỗ khác nào. Được thôi. Ồ, các bạn, có phải ngôi nhà búp bê vừa chuyển động không? Nhìn thử xem nào. Wow, màu hồng ở khắp mọi nơi.
mình khá chắc sẽ có thể tìm thấy cá mập mẹ ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập mẹ đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ồ, đây rồi, cá mập mẹ. Ồ, chỉ là một cái gương cho búp bê thôi, để lại chỗ cũ nào. Cá mập mẹ ở đâu rồi ta? Phải cái đuôi màu hồng ở sau tấm rèm không? Tìm thấy cá mập mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao, cảm ơn con đã tìm thấy mẹ nhé. Mừng quá, mẹ không sao cả. Mẹ ơi, ba ơi, chúng ta cần tìm cá mập ong và cá mập bà nữa. Hãy đi kiểm tra các phòng khác nào. Cá mập ong và cá mập bà ở đâu rồi ta? Ở đây hay ở kia? Bồn tắm toàn là bong bóng kìa. Thử tìm ở đây xem nào. Wow, có nhiều thứ màu cam ở đây quá. Chắc cá mập bà đang ở quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập bà đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Đuôi màu cam kìa, chắc đây là cá mập bà rồi. Ồ, là William. Bạn đang làm gì ở đây? Mình hả? Mình đang đi tắm mà. Ồ, mình thấy rồi. Vậy thì trong hai cái đuôi này, cái nào là của cá mập bà nhỉ? Đuôi màu cam kìa, mình chắc chắn đây là đuôi của cá mập bà. Tìm thấy rồi, cá mập bà ơi. Cảm ơn đã tìm thấy bà, cá mập con à. Vui quá, cá mập bà cũng không bị sao cả. Giờ thì ta chỉ cần tìm cá mập ong nữa thôi. Đi nào. Cuối cùng, cá mập ong đang ở đâu nhỉ? Thật khó để tìm thấy cá mập ong trong phòng khách rộng lớn này. Ồ, có lẽ ở gần ngăn kéo đó. Nó toàn những thứ màu xanh lá cây. Cá mập ong có thể ở đó. Đi nào các bạn. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào, tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nhé. Đuôi xanh lá. Mới tìm đã thấy ong rồi. Cá mập ong. À, cá mập ong, nguy hiểm quá. Ông ơi, ông có sao không? Có bị đau không? Ồ, ông không sao. Đã lâu rồi ông chưa vận động gì hết. Chỉ là hơi đau lưng một chút thôi. Con lo lắng lắm đó. Ba ơi. Ủa? Mẹ ơi. Ủa? Bà ơi. Oh. Ông ơi. Mừng quá, tìm được mọi người rồi. Cá mập con. Ủa? Mình tới rồi. Là Ping Pong. Lại đây, nhanh nào. Đây, mình đã làm những chiếc bánh thần kỳ. Sau khi ăn xong, cả nhà sẽ trở lại kích thước bình thường. Cảm ơn Ping Pong. Cùng ăn bánh thôi nào. Trở lại kích thước bình thường rồi. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Cá mập con, ổn cả rồi. Vui quá, cả nhà trở lại bình thường rồi. Thật may quá, không ai bị thương hết. Đúng vậy, nhờ cá mập con và Ping Pong, cả nhà đã trở lại bình thường mà không bị thương gì cả. Cảm ơn Ping Pong. Cảm ơn cá mập con. Con đã không làm được nếu không có bạn bè giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Ồ,
Vì Biên Phong và cá mập con đã giúp ta, bà sẽ nấu một vài món ăn thật ngon cho cả nhà. Hãy cùng thưởng thức nha. Wow, ba ơi, ba là nhất luôn. Đi nào, các bạn. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Biên Phong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.